Hôm nay thì Cường làm về máy oxy tích điện cả nhà ha. Nhưng mà về cái độ bền của nó thì Cường thấy rất là ok, tại vì Cường đã dùng nó là ba cái hồ là đều là hãng CP60 hết, là đã xài hơn 6 năm rồi. Nó sủi lên rất là nhiều nha, càng sâu thì nó sủi càng nhiều, tại vì mình đang để chế độ mạnh nhất á. Cái độ sôi của cái máy 80 nó cực kỳ lớn luôn, còn 30 thì nó nhỏ hơn thôi. Đây là CP60 và đây là Ryzen ACD 80. Nhà sản xuất công bố là 60W nhưng mà chỉ đo được 32W. Rồi hello, xin chào ở nhà năm mới. Nay mùng 8 Tết rồi, Cường bắt đầu làm việc lại cả nhà. Hôm nay mình cũng cúng khai trương rồi làm việc lại, bắt đầu cho những cái đơn hàng online đi ha. Và sẵn dịp năm mới thì kính chúc cho cả nhà, quý cô chú anh chị em một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe ha, và công việc gặp nhiều may mắn. Tình hình kinh tế sang năm cố gắng cải thiện hơn năm cũ. Hôm nay cũng tiếp tục cái chương trình về review các sản phẩm hồ cá. Và cái hôm nay thì Cường làm về máy oxy tích điện cả nhà ha. Vì trong hồ cá coi thì oxy rất là cần thiết luôn. Nó cung cấp oxy hòa tan cho nước để cá mình có thể thở và cái hoạt động trao đổi chất tốt hơn, thì cá nó sẽ giúp mình cá nó ăn nhiều hơn và nó phát triển về body cũng như là về tinh thần, hoặc là về độ lớn của cá nó tốt hơn. Và hôm nay Cường so sánh cho cả nhà xem về hai hãng tích điện hiện tại là đang rất là phổ thông và phổ biến ở trên thị trường. Đó là hãng Ryzen và hãng Hella. Cái hãng Hella này thì Cường đã làm video cách đây và 4-5 năm trước và cung cấp ra thị trường rất là nhiều. Nói chung là khoảng chắc không phải mấy chục ngàn cái gì đó, mình không nhớ được. Và còn cái hãng Ryzen này thì Cường đã đưa đến cho quý khách hàng của Cường được hơn 1 năm rồi, nhưng mà chưa bao giờ Cường làm video quay review về nó cả. Đó nên sẵn dịp hôm nay là đang ở nhà và tiếp tục với chuyên mục trước khi mà Cường đi xuyên Việt, thì Cường sẽ quay review hồ cá về những cái sản phẩm hồ cá trước để cho mấy anh em có gì lựa chọn ha. Rồi cả nhà, hôm nay Cường sẽ quay chia sẻ cho cả nhà về những cái máy thông dụng cho những hồ nhỏ thôi. Hồ lớn thì vẫn dùng, nhưng mà hiện tại ở đây thì Cường không có quay ha. Ở đây Cường dùng cho hồ từ 500 lít cho tới khoảng chừng 10 khối đổ lui thôi. Còn trên 10 khối thì bình thường sẽ sử dụng máy lớn hơn và nó sẽ có những cái dòng lớn hơn ha. Đầu tiên thì Cường nói lại về cái dòng Hella. Hella thì nó có máy CP60, CPA120. Nhưng mà hiện tại thì mọi người đang sử dụng và Cường hay tư vấn cho mọi người dùng là máy CP60. Nhưng mà trở 1 năm vừa qua thì Cường thấy là cái hãng này nó có một chút trục trặc về cái bình. Thì mình thấy xài nó rất thời gian nó không được lâu về cái bình. Nếu mà cả nhà đã xài quen cái hãng CP này á, CP Hella 60 á, thì cả nhà xài khoảng chừng vài tháng thì nếu mà cảm thấy cái bình nó yếu á, thì cả nhà tháo ra và thay mặt bằng một cái bình Honda là xài vẫn bình thường nha. Nhưng mà về cái độ bền của nó thì Cường thấy rất là ok, tại vì Cường đã dùng nó là ba cái hồ là đều là hãng CP60 hết, là đã xài hơn 6 năm rồi. Thì về cái lượng oxy thì nó không có hư, không bị gì hết á. Nó không hư, chỉ hư cái bình thôi. Thì mình chịu khó mình thay cái bình. Chứ còn hiện tại thì Cường có ở nhà mình thì có nhiều máy oxy dự phòng, nên mà ở chỗ Cường nó ít cúp điện lắm. Nên nhiều khi Cường cũng không có thay bình, nên cũng chưa có dịp làm cái video mà thay cái bình cho cái máy đó. Thì hôm nào, tại ở đây Cường còn 2 cái máy đó hết bình, xài 6 năm rồi, nên có gì hôm nào Cường sẽ làm một cái video thay bình cho nó, rồi sẵn tiện là chia sẻ với mọi người để mọi người có thay thì thay ha. Mà nó cũng dễ lắm, tháo ra rồi lấy 2 cái dây gắn vô thôi chứ không có gì hết, mình chỉ tốn thêm tiền mua cái bình. Nhưng mà nên bởi vậy gần 1 năm nay thì Cường đều tư vấn cho khách hàng qua hãng mới, đó là hãng Ryzen. Đó là hãng mới đối với bên Cường cung cấp. Tại lúc trước Cường, cái tính của Cường là Cường thích là Cường xài cái nào mà ok á là Cường mới giới thiệu cho khách hàng của Cường. Nên cái thằng CP này Cường giới thiệu 6 năm qua rồi. Thì sau tới năm thứ 5 thì Cường thấy cái bình của nó hơi trục trặc, hơi dở hơn.
so với những năm trước thì Cường đổi qua hãng này. Hãng này thì Cường đã cung cấp trên thị trường hơn một năm nay thì tới giờ vẫn chưa có phản hồi lại về cái bình. Thì nếu mà một thời gian nữa 4-5 năm mà có nhiều người phản hồi về bình không tốt thì Cường lại tìm một cái mẫu mới. Nên bây giờ Cường cũng phải lấy cái hãng này để Cường xài. Thì tại mình phải xài thì mình mới cảm nhận được, cái cảm nhận của mình nó sẽ sâu sắc và nó hay hơn là khi mình không xài. Đó. Và bây giờ thì Cường đã cung cấp ra được một năm rồi nên bây giờ Cường mới có dịp làm video. Và đây là hãng Reason, có hai máy, hai mã ở đây là mã ACD30 là ba và ACD80 và có một cái máy nữa là ACD130. Thì mỗi mã thì nó sẽ có một cái chỉ số watt nè, chỉ số điện và chỉ số cung cấp oxy khác nhau. Thì bây giờ Cường sẽ đo về công số của điện trước và coi thử cái điện tiêu thụ thực tế và cái so với những cái hãng như CB trước đây thì như thế nào, so với nó có đúng với thực tế hay không ha. Ở trong một cái tờ giấy của máy, khi cả nhà khui cái máy ra thì nó sẽ có một cái máy và một cái đồ chia. Máy nhỏ thì đồ chia nhỏ, máy lớn thì đồ chia lớn nha ha. Thì đó là dành cho hồ thủy sinh hoặc là những cái anh bán cá kiển thì mình chia ra nhiều hồ, còn những hồ lớn thì mình không có xài. Như Cường thường là cung cấp cho hồ cá coi thôi nên không có xài hai cái này. Một cái dây này được đi ra luôn. Ra những cái đĩa sủi. Ra những cái đĩa sủi đá. Ví dụ như cái đĩa ở đây. Đây là cái đĩa sủi bằng đá, nó có đường kính là khoảng chừng 10 cm, nó đang chảy nước xíu nữa nha ha. Tại mình lấy ra để mình test cho cả nhà xem về cái độ sủi luôn. Đầu tiên thì Cường sẽ đo lại cái dòng điện thử coi nó đúng với nhà sản xuất không, rồi Cường mở cái mát oxy này cho cả nhà xem cái lượng oxy nó sủi trong hồ như thế nào ha. Bây giờ mình sẽ làm với máy ACD 30 trước ha. Mình bỏ cái đĩa sủi vô rồi mình gắn cái vô cái máy. Đây nè cả nhà, đây là cái máy. Máy thì về thân vỏ của nó thì mình thấy nó cũng chắc chắn và nó có một cái sách. Đó, nó có một cái sách như thế này để có thể mình sách đi. Có nghĩa là cả nhà có thể để gắn chết nó luôn. Thì khi nào nó cúp điện thì nó sẽ tự hoạt động. Còn khi nào cả nhà muốn, nếu mà mình luôn luôn ở nhà thì mình có thể tự đem ra. Đó, cái vòi đó thì mình gắn vô cái nẻo này rất là dễ ha. Ở nhà mua một cái dây tia vô màu trắng giống vậy thì mình có thể gắn vô rồi mình chặn dặn cái lượng lớn nhỏ thôi chứ không có gì hết. Hôm nay thì Cường chỉ làm video đo điện và test thử coi cái lượng oxy nó thổi vô trong đây như thế nào cho nhà xem ha. Hiện tại thì Cường vẫn chưa cắm pin cái máy ACD này. Theo thông số của nhà sản xuất á thì cái máy này là có thông số là 20W và thổi 30 lít trên phút. Tức là trong một phút thì nó sẽ thổi 30 lít khí vào, thì trong 30 lít khí đó sẽ độ hòa tan trong nước thì nó tùy theo cái mật độ của nước nè, mật độ của cá độ dày bao nhiêu thì sẽ có một cái lượng phù hợp cho cá. Thì còn như Cường thì Cường cứ theo kinh nghiệm, cái kiểu mà kinh nghiệm là mình xài rồi thôi chứ không có nói về kinh nghiệm mà đo về kỹ thuật hay là đo về chất lượng hay là máy gì hết. Cường là kiểu là mình là một người dùng rồi mình nó có đâu mình nói đó thôi chứ không có nói về chi tiết về cái kỹ thuật của nó, tại vì nó cũng có rất là nhiều sai số. Mình chỉ cần đo những cái điện đơn giản để dành cho những cái khách hàng của mình dễ hiểu thôi. Rồi từ từ để mình bật cái này trước, bây giờ mình chưa cắm điện nha. Khi cái nhà mà ở máy mới ra thì nó sẽ có một cái lượng điện sẵn. Đây cái nhà mà ở máy mới lên thì cái nó sẽ có một cái nút vặn ha. Đó, đây cả nhà thấy cái lượng oxy nó thổi vô trong hồ nè. Đó, đây là cái đĩa sủi bằng đá, đã bột đá nó ép lại 10 cm, ở trong này có những cái bọt khí và Cường đang bật cái chế độ là mát ha, đang mát 30 lít trên một phút và theo thông số thì nó kêu 20W. Bây giờ Cường sẽ đo điện trước coi thử bao nhiêu watt ha. Rồi cả nhà thấy chỉ số của nó là khác ha. Cái này là 27W nè, 22W,
có thể là mới đầu nó chưa ổn định, để một lát mình để một chập để nó coi thử bao lâu thì nó ổn định. 18W, 22W, 18W. Cường sử dụng hai đồng hồ để coi thử cái độ chính xác của cái đồng hồ nó như thế nào luôn ha. Bây giờ Cường đang là bật mát chế độ nha. Nó nhảy rất là nhiều ha. Có khúc xuống tới 11 luôn cả nhà. 11W luôn. Bây giờ mình sẽ tắt thử coi nó sẽ nạp điện vô như thế nào. Đây là lúc nó sạc bình nha cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ thử cái đồng hồ bên này ha. Đổi đồng hồ bên này coi thử chỉ số nó nhảy thì sao. Nãy giờ là mình đã tắt khí rồi ha, bây giờ nó đang sạc, đang trong chế độ sạc bình. Nếu mà nó sạc bình thì vẫn vì khoảng chừng 4W ha, tốn điện khoảng 4W. Rồi bây giờ mình sẽ bật khí lên. Bật chế độ nhỏ nhất. Rồi cả nhà, bây giờ Cường đang bật ở chế độ nhỏ nhất nha. Cả nhà thấy cái bọt khí nè, quay lại gần cho cả nhà xem cái bọt khí là ở chế độ nhỏ nhất. Là nó rất là ít nha. Và chỉ số watt hiện giờ Cường thấy là khoảng chừng 4 tới 6 watt. Nó cứ nhảy theo kiểu là vừa phải sạc bình rồi vừa phải cắm điện. Đó nên bây giờ Cường chỉ đo một cái số điện đó, tương thích thôi. Còn nếu mà dạng mát á, dạng mát lên thì cái bọt khí nè, cả nhà thấy cái bọt khí nó rất là mạnh ha. Nó sôi lên rất là mạnh. Mình để càng sâu cái dây mình để sâu xuống nè. Cái độ sủi của nó này nữa nha. Đây. Nó sủi lên rất là nhiều nha. Càng sâu thì nó sủi càng nhiều, tại vì mình đang để chế độ mạnh nhất á. Và nếu mình để chế độ mạnh nhất á thì chỉ số watt nó dao động 18 cho tới 22W. Là chỉ số theo nhà sản xuất á thì mình thấy là ok nha. Ví dụ nhà sản xuất để 20 đúng không? Thì mình cái này thấy cái này là nó nhảy lúc đầu cắm vào 27, 32, xong lát nó xuống nó ổn định. Nãy giờ mình thấy là 19, 11, 22 và nó vừa chạy vừa sạc. Để mình tắt đi ha, mở nhỏ nhỏ thôi. Tại vì cái kiểu là cái hoạt động của những cái hãng mà tích điện này, tức là khi cả nhà bật 24/24 thì nó cứ chạy dày và nó sẽ ngắt cái bình, nó sẽ không sạc, tại đang có điện nó không sạc. Và khi cúp điện, bây giờ mình sẽ rút điện ra. Nè, cái nhà thấy nó đang sủi nha, mình đặt sủi, bật sủi bự nhất ha. Bây giờ mình rút điện ra, có nghĩa là cúp điện. Cả nhà thấy nó vẫn sủi đúng không? Tức là khi mình rút điện ra thì nó sẽ xài qua điện bình. Và theo nhà sản xuất thì điện bình thì mình có thể bật được tối đa là 8 giờ. Nếu mình bật nhỏ thì mình như Cường test thì Cường thấy là được 12 giờ. Thì nếu những khu vực giông bão thì cũng hơi nguy hiểm nha. Ví dụ bão như ngoài Trung thì mình có gặp những cái trường hợp là bắt buộc phải cần tới hai máy để dự phòng. Là ví dụ cúp điện thì mình sẽ tắt bớt một máy đi, rồi khi nào hết cái máy kia mình sẽ sử dụng một cái máy nữa. Còn nếu những cái nhà bình thường, những cái nhà mà lâu lâu mới cúp thì hoặc là mật độ cá ít thì cũng sẽ dặn nhỏ lại thì nó sẽ xài được tới 12 tiếng. Đó là thông số theo nhà sản xuất. Còn riêng mà Cường sử dụng thì Cường thấy nó nhiều hơn, có thể là lên tới 18 tiếng, nó nhiều hơn luôn. Đó nên có nhiều cái sai số của nhà sản xuất đưa ra thì nó cũng sai số nhiều về cái của hãng, tùy theo cái máy thổi rồi về cái bình lắp, nó có nhiều cái sai số nó gộp lại thì nhiều khi có khi xài lên tới 24 tiếng luôn. Đó nên về cái hãng Rison này bây giờ Cường sẽ tiếp cái máy 80 để Cường coi thử cái độ mạnh của máy 80 lít nha. Đây là máy 30 lít, Cường vẫn để đó ha. Bây giờ mình sẽ gắn một cái dây nữa. Rồi cả nhà, đây là máy ACD 80. Nó có chỉ số của nhà thông số của nhà sản xuất là 60W.
nhưng mà 80 lít trên phút ha. Lúc đầu mình cứ nghĩ là cái thằng ACD 80 là 80W không à, nhưng mà thật ra nó chỉ có 60W thôi. Rồi nhưng mà nó thổi được tới 80 lít trên phút. Đó, mình cũng gắn vô cái ống đồng. Và cái hiện tại cái dây điện này của mình vẫn chưa có mở ra. Đó, bây giờ mình mở thử cái công suất của nó này nha. Cái dây nó nằm đây. Đây cái dây nó nằm đây nè cả nhà. Còn đây là cái máy 30 ha. Dạng nó lên. Đây. Đây là mình dạng một ít thôi. Bây giờ mình sẽ dạng hết cỡ thử ha. Đó, đây cả nhà có thể xem rồi so sánh ha. Đây cái máy 20, cái máy 30. Nhìn cả nhà nhìn cái độ sôi nè. Cái độ sôi của cái máy 80 nó cực kỳ lớn luôn. Còn 30 thì nó nhỏ hơn thôi. Đó, bây giờ mình để hai cái máy vậy. Nếu mà mình càng cái máy 80 thì dây nó dài, mình để sâu xuống một tí ha. Càng sâu xuống nè, cả nhà thấy càng sâu xuống thì cái bọt nó nổi lên càng nhiều. Đó, nó nổi khí lên nó động rất là nhiều luôn ha. Và bây giờ mình sẽ đo điện nó ha, coi thử nó có đúng như nhà sản xuất là 80W không, 60W hay không. Cái máy này nó đứng im luôn ở nhà. Nó có 31 hồi nãy giờ luôn. Mà mình đã bật mát. Mình đã bật mát công suất rồi nha. Bây giờ mình dặn nhỏ lại nè. Dặn nhỏ lại thì chỉ quá nó xuống nè. Đó, nó thay đổi nè. Vậy là nó đang hoạt động bình cả nhà ơi. Nó đang sạc bình đó. Mình đang bật chế độ nhỏ nhất. Cái này là mình đang bật chế độ nhỏ nhất của máy ACD 80 ha. 80 lít trên phút. Về chỉ số tiêu thụ điện là chỉ có 27W à. 27W. Nó nhảy lên từ 27, 21, 30. Tại cái vấn đề watt ở đây là nó sẽ tiêu thụ ở trong cái bình này cả nhà. Giống như nguồn cung cấp chính là cái bình. Còn điện thì điện giống là điện để mình sạc vào. Đó, mình sạc vào. Nên bây giờ cái chỉ số điện nó là nó mình thấy nó không có đúng với nhà sản xuất rồi đó. Ở nhà sản xuất đưa ra 80W, 60W mà mình cắm điện mình đo được có 30W, 33W này. Là mình thấy nó không có đúng ha. Mà nó không đúng cái kiểu này là không đúng ít hơn nha, chứ không phải là không đúng cao hơn giống như trang là mình những cái hãng khác. Một lát mình sẽ cắm thử cái CP60. Bây giờ mình sẽ dặn nhỏ cái 30 đưa sát vào cho cả nhà xem nha. Cái bọt có nghĩa là cái 30 nó lên cái kiểu này nè cả nhà. Cái bọt cả nhà thấy nó nhỏ xíu không? Đó. Là dặn nhỏ nhất thì nó lên chút chút xíu à. Mà còn cái này là dặn nhỏ nhất thì nó vẫn lên rất là nhiều ha. Đó này bự lên nè. Này tắt nè. Bật một cái thôi nè, bật một cái nhỏ nhất thì nó lên cũng khá là nhiều. Mà còn cái này bật một cái nó lên li ti mất cười không? Đúng không? Tại vì do hai cái máy này nó chênh lệch cũng khá là lớn á. Đó nên cũng khó so sánh. Bây giờ Cường sẽ so sánh cái máy 80 với cái máy 60 này nữa thì nó sẽ ổn hơn ha. Giờ sẽ tắt cái 30 đi. Rồi, đẩy này qua. Rồi cả nhà, đây là máy Hella CP60 ha. Máy này thì nó nặng tới 7kg. Công suất của nó là 80W nè cả nhà, có nghĩa là nó nặng điện hơn ha. Nặng điện hơn nhưng mà lại sủi khí ít hơn. Thằng này là 60W thổi được 80 lít, mà thằng này lại là 60 lít mà tốn tới 80W. Tức là hai thằng đã đối ngược nhau. Nhưng mà về điện mình cắm thử đây, mình vẫn còn đang cắm thì nó chỉ có 30 mấy W thôi. Bây giờ mình sẽ bật lớn hết hết thằng này, thằng đây. Bây giờ mình sẽ đổi qua lại nha. Cái thằng đang sôi nè, đang sủi khí này là 80 lít trên phút. Cả nhà thấy cái độ cao của nó không? Nó sủi lên tới đây ha. Còn thằng này là CP60 là 60 lít trên phút. Mình sẽ bật cái thằng này lên. Đây.
đây là CB60 và đây là Ryzen ACD80. Trên là chỉ có 20 lít trên phút thôi, nhưng mà mình thấy cái này nó mạnh ghê cả nhà ha. Mình dặn xuống, bây giờ mình sẽ đo điện thử thằng này ha. Đo điện thử CB60 coi có đúng chỉ số là 80W như nhà sản xuất công bố hay không. Đây nè cả nhà, đây là cái 60 nha, CB60 nhà sản xuất công bố là 80W nhưng mà chỉ đo được có 24W, 23,9 thôi. Còn qua đây là thằng ACD80, nhà sản xuất công bố là 60W nhưng mà chỉ đo được 32W, tức là cái chỉ số này nó chênh lệch nhau không có đúng cả nhà ơi. Nói chung là nhiều khi mình đo như vậy là nó không thực tế, tại vì cái chỉ số watt đó là nó tiêu thụ điện ở trong cái bình. Nên bây giờ mình lấy cái điện sạc, tức là mình cắm điện này vô là để mình sạc bình, nên cái công suất mà watt đo sạc bình thì nó lại không thực tế với cái đưa ra của nhà sản xuất. Thì cả nhà cứ tính theo cái kiểu là 1 giờ nó tiêu thụ theo điện sạc đi, tại vì cái chuyện cái bình nó thì không có tính, tại nó tính theo là theo điện sạc đi ha. Tại bình sạc vô là điện trực tiếp của tính tiền nhà nước, còn vô cái bình này mà tiêu thụ có mấy chục watt đó thì kệ nó, chứ nó không có tính tiền. Đó là chuyện của cái bình với cái máy oxy. Còn bây giờ điện mình cung cấp vô sạc bình nè, ví dụ như nhà sản xuất công bố cái này là 60W nhưng mà thực tế có một nửa thôi, 30W. Thằng này thì báo là 80W nhưng mà thực tế có 23W, tức là 1/4. Vậy chứng tỏ là thằng này nó điện ok hơn ha. Điện thằng CB này nè là điện tiêu thụ ít hơn. Thì bây giờ bên cạnh đó, cái tiêu thụ điện ít hơn thì cái mật độ oxy nó cũng ít hơn. Và thằng này điện cao hơn thì mật độ oxy nó mạnh hơn. Đó, nên bây giờ mình chỉ test sơ sơ để cho cả nhà có một cái sự lựa chọn thôi. Còn về riêng cá nhân của Cường thì Cường cảm thấy cái bình của thằng này không tốt, và hiện tại thằng này đã cung cấp là 1 năm và cái bình thằng này tốt hơn. Thì còn về cái độ lâu dài thì thằng này Cường đã xài 6 năm không thấy hư, chỉ hư cái bình thôi. Còn thằng này thì Cường mới cung cấp đây và chưa có xài qua nên chưa có biết, và cũng đang chờ phản hồi của khách hàng, nhưng mà Cường đã cung cấp hơn 1 năm rồi. Đó thì cả nhà cứ từ từ lựa chọn. Bên cạnh những cái sản phẩm mà Cường xài trước thì Cường tự tin hơn. Nhưng mà khi mà nó có một cái trục trặc như cái bình thì Cường đều tư vấn qua hãng này. Còn những cái anh khách hàng cũ, ảnh thấy cái này nó bền quá nên ảnh vẫn mua cái này. Bây giờ nó có hư ảnh vẫn mua cái này, ảnh muốn mua cái CB này. Thì mình có nói cái bình nó dở lắm nha anh, có gì anh về anh thay cái bình. Nếu xài 6-7 tháng hay là 1 năm gì đó nó hư cái bình thì anh thay cái bình nha. Ok, khách đồng ý. Khách đồng ý thì mình vẫn cung cấp cái này. Đó là sự lựa chọn cho những cái người chơi thôi. Còn ví dụ anh em chơi lâu rồi thì anh em thích cái nào, tiền của mình mà, mình thích cái nào thì mình quyết định cái đó. Còn riêng Cường thì Cường hiện tại thì Cường đang xài cái này thì vẫn thích cái này đó. Nên còn về cái bình thì Cường lại thích thằng này đó. Nên mỗi người có mỗi quan điểm và mỗi cái sự lựa chọn khác nhau, tùy theo anh em thôi. Còn ví dụ cái này thì anh em sẽ xài được cho 30 lít trên phút, thì anh em xài cho hồ từ 500 lít trở lên tới hồ 1,5 khối 2 khối ok ha. Ví dụ còn CB60 thì từ 1,5 khối 2 khối cho tới là 5 khối ha, 5 khối là ok. Còn ví dụ là 80 thì từ 5 khối tới 10 khối, rồi từ 10 khối tới 25 khối thì xài 130, 25 khối trở lên thì 2 cái chẳng hạn, tùy theo mật độ cá nữa nha. Tại cá nó đang dùng là nó cần là mật độ oxy là 7 cho tới 90 gram trên 1 lít. Nếu mà cả nhà mà thấy mật cá nó ngóp ngóp á, nó cứ ở lên trên mặt nước nó ngáp nước là nó cứ là chứng tỏ là cái mực nước oxy nó đang bị thiếu. Thì cả nhà chỉ cần thay nước, châm nước mới vô ha, cả nhà châm nước mới vô là ok. Hoặc là cả nhà chịu khó gắn oxy, chứ cá lớn nó tiêu thụ oxy trong nước cực kỳ cao, nên mà cả nhà mà thấy nó ngóp ngóp ở trên mặt hoặc là nó cần tát nó ngóp á, tức là cái hồ đang thiếu oxy, thì cả nhà phải bổ sung, chứ không một thời gian nó cũng chết rồi. Nó cũng yếu oxy là nó cũng chết thôi. Nên những cái hiện tượng như cá ngóp là một là bị mưa xuống axit nè, rồi thiếu oxy nè, và cái lượng tảo trong hồ và vi sinh vật trong hồ càng nhiều thì cả nhà cần cung cấp oxy cho nó càng nhiều nha. Ví dụ như những cái cây cối rồi đó thì cả nhà phải cung cấp oxy nhiều hơn.
Rồi, đây là những cái sự lựa chọn cho cả nhà ha. Nên có gì cả nhà cứ cân nhắc và lựa chọn trong hai hãng. Tại vì trên thị trường nó cũng có rất là nhiều hãng. Nên cả nhà cứ tìm hiểu từ từ rồi mình lựa chọn cho mình một cái ok hơn. Còn về cái giá thành, tại nó nhiều mã quá mình cũng không có nhớ hết được. Cái này cứ inbox qua số điện thoại rồi để màn hình đó rồi mấy bạn tư vấn cho nhà. Bên Cường có cung cấp toàn quốc và có thể ship đi nước ngoài thông qua những cái nhà vận chuyển Everest hay là những cái người thân đưa đa về về rồi đem đi thì nó dễ hơn. Chứ còn cái tiền ship nó mắc hơn cái tiền sản phẩm rất là nhiều nha cái nhà, nếu mà đi nước ngoài. Rồi hẹn gặp lại cái nhà ở trong video tập kế tiếp. Chúc nhà ăn Tết vui vẻ ha. Bye bye.